Anh ơi, cho dù anh trở về quê hương hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Đó là những lời trong ca khúc Xin anh giữ trọn tình quê. Có lẽ các bạn cũng đã đoán được ai là người sáng tác và thể hiện ca khúc này rất thành công. Đó chính là ca sĩ Duy Khánh. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn chúng ta sẽ cùng về quê hương của Duy Khánh ở Triệu Phong, Quảng Trị để thăm căn nhà và mảnh đất nơi đã sinh ra ông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ca sĩ Duy Khánh, tên thật là Nguyễn Văn Diệp, quê ông ở làng An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Từ thập niên 1960, ông đã nổi danh với những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Tổ tiên của ông là quan đại thần Nguyễn Văn Tường. Ông Tường cùng với lại quan đại thần Tôn Thất Thuyết là những vị quan triều Nguyễn dưới thời vua Hàm Nghi chủ chiến chống Pháp. Sau khi đoạt giải trong một cuộc thi hát, ông bắt đầu vào Sài Gòn để lập nghiệp. Cuối năm 1950, ông bắt đầu sáng tác nhạc và nhiều ca khúc đã ra đời. Trong số đó có nhiều bài hay nổi tiếng như là Thương Về Miền Trung, Ai Ra Xứ Huế và đặc biệt là bài Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê viết năm 1966. Đó là trên vai trò người sáng tác nhạc. Còn ở vai trò ca sĩ, Duy Khánh đã rất thành công với những bài hát thuộc dòng nhạc bolero. Ví dụ như bài Xuân Này Con Không Về, Thư Xuân Trên Vùng Cao và những ca khúc khác. Sau ngày thống nhất đất nước tháng 4 năm 1975, ông vẫn ở lại Việt Nam và bị cấm hát. Đến năm 1988, ông sang Hoa Kỳ và bắt đầu tiếp tục lại sự nghiệp ca hát. Ông trình diễn trong các chương trình của Trung tâm Làng Văn, Trung tâm Asia và một số chương trình biểu diễn ở hải ngoại. Ca sĩ Duy Khánh sinh năm 1936 và mất 2003, thọ hơn 60 tuổi. Đây là khung cảnh ở phía tây của làng An Cư, quê ca sĩ Duy Khánh. Đầu làng chỗ này thấy có mấy cái lô cốt giáp với lại bờ sông Hiếu. Con đường bê tông trước mặt bao quanh làng. Đây là cánh đồng lúa ở phía nam làng An Cư. Lúa mới gặt xong. Từ ngã ba Bồ Bản về đến làng An Cư khoảng tầm 5 cây số. Chỗ đó có cái bến xe thuộc xã Triệu Trạch. Làng An Cư này thì cũng không rộng lắm. Từ đầu làng đến cuối làng cỡ khoảng tầm 700-800 mét và bề ngang khoảng tầm 200-300 mét. Một số khoảng đất trống ở làng An Cư giáp với lại bờ sông thì bây giờ người dân làm các ao nuôi thủy sản. Có lẽ cái này là ao nuôi tôm nhưng bây giờ không nuôi nữa. Bên cạnh kia thấy có máy quay tạo oxy. Điều đặc biệt của làng An Cư là một mặt giáp với lại bờ sông, cho nên cảnh quan ở đây sẽ rất đẹp. Không gian thoáng mát, yên bình, không khí thì trong lành. Bây giờ chúng ta sẽ vào giữa làng, nơi có mảnh đất mà Duy Khánh sinh ra, lớn lên ở đó. Đây là con đường bê tông đi vào giữa làng An Cư. Từ đây ra đến bờ sông thì chỉ còn khoảng tầm 100-200 mét nữa. Và chúng ta thấy ngôi nhà ngói đỏ này, tường bao cũng là màu đỏ. Đây chính là cái nhà thờ nhánh
của ca sĩ Duy Khánh. Bởi vì là nhà thờ cho nên trong này không có ai sinh sống cả. Lâu lâu họ mới về làm lễ. Đường ở trong làng này thấy trồng những cây xanh nhưng mà khác với mọi nơi. Bởi vì hàng cây xanh ở đây được trồng đó là những cây phi lao. Cũng có lẽ vùng đất này cây phi lao nó sinh sống tốt cho nên là người ta trồng để lấy bóng mát. Bên cạnh ngôi nhà thờ ngói đỏ là vườn rau muống rất rộng. Phía sau kia là những ngôi nhà. Và chính cái khoảng đất này, đó chính là cái khu đất mà gia đình Duy Khánh ở trước kia. Nói một cách chính xác hơn, đây chính là khu đất mà bố mẹ Duy Khánh đã ở. Sau đó thì là Duy Khánh cũng được sinh ra từ đây. Bây giờ gia đình Duy Khánh thì không còn ai ở đây cả. Nghe nói thì một số người ở Huế, Đà Nẵng và một số người thì ở nước ngoài. Khu đất của gia đình ca sĩ Duy Khánh ở ngày xưa bây giờ cũng do một người bà con ở và xây dựng nhà trên đó. Quang cảnh xung quanh đây. Các khu vườn chúng ta thấy là đất nó màu trắng trắng. Có lẽ là pha nhiều cát. Quảng Trị mà. Vùng đất nhiều cát. Căn nhà ba gian cấp 4 này đó chính là được xây dựng trên cái nền nhà cũ của gia đình Duy Khánh. Chú cho cháu hỏi chú tên là gì ạ? Tên là Lạm, Nguyễn Văn Lạm. Chú Nguyễn Văn Lạm. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là nơi mà những người dòng họ Nguyễn Văn. Ca sĩ Duy Khánh thì tên là Nguyễn Văn Diệp mà. Chú đứng vào đây cho nó dâm chú ơi. Cái khu đất này thì ngày xưa chú về ở là bắt đầu từ thời điểm nào? Tôi đi bộ đội xong là về đây nhà nước cấp là ở là 1982. 82 ra quân về đây ở. Vâng. Lấy vợ về đây ở là 82. Nếu mà so với lại trong dòng họ thì chú với ca sĩ Duy Khánh thì hàng thứ thế nào ạ? Tôi thấy đồng hàng với ông già Nguyễn Duy Khánh. Nói chung là vợ, con ông chủ ông Bạc là bên kia. Ông Trợ Truyện là bố Duy Khánh, là ông Trợ Truyện anh, tôi em, gọi là bên con chủ ông Bạc đó. Bên kia con Bạc, bên tôi con chủ. Còn điều gọi là đồng cổ đó, ngày xưa là gọi đồng cổ đó, con ông cụ đó. Có nghĩa là ông cụ của chú Lãm và ông cụ của bố Duy Khánh là một người. Sau đó thì hai ông à. gọi mình gọi là giống như ông tổ trên ông sinh ra là ba ông cụ nữa, gọi là ba ông cổ lắm. Ở Trung Nam là mình Quảng Trị là gọi ba ông cổ, nhưng mà mình tổ là đời ông gọi là cổ tôi là người thứ ba, mà bên đây là cô đích. Có nghĩa là từ một ông cụ sinh ra ba người, sau đó ba người đó thì là Duy Khánh thì là ở hàng anh, còn chú thì là ở hàng ông em. Như đến chú, như đến chú với lại đời bố Duy Khánh là đời thứ 5. Ông Duy Khánh là đời thứ 6. Như lúc nãy tôi quay cái ngôi nhà ngói đỏ này là
ngôi nhà thờ của nhánh Duy Khánh. Và cái khu đất đó cũng là do chú Lãm nhường lại cho bà con để làm nơi thờ tự. Thực ra thì gia đình Duy Khánh xây nhà thờ ở chỗ này, đó cũng chính là cái khu đất mà bố mẹ Duy Khánh đã ở đây. Nó có ý nghĩa như vậy. Nhưng mà gia đình Duy Khánh cũng ít khi về đây đúng không chú? Của chính Duy Khánh ấy. Ở bên mình. Từ ngày đi từ ngày mà kiểu gọi là giải phóng xong đi bên Mỹ thì nó qua đó nó ở bên luôn, nó không về đây nữa. Nó có về ở Sài Gòn chứ tí rồi nó sáng thế, nó không về quan tâm như ở địa phương ấy, gọi là đông khổ cỏ chạy rồi nó về. Để thì về bên đó là cái thời điểm cho đến bữa nay là nó cũng chết bên kia luôn, cho nó cũng đưa xác về đây nữa đó. Sau thời gian nó có ba con nó họ qua thăm viếng về miệng nói chuyện như vậy, thế là chôn cất bên đó luôn, không về đấy. Khu đất mà sau này chú Lãm về để ở đây thì thời đó là chiến tranh nó cũng bị phá hủy nhiều. Bây giờ là được cải tạo nhiều lần thì mới có hình dạng như bây giờ. Nơi đây bố mẹ ca sĩ Duy Khánh ở lập nghiệp và sinh ra ca sĩ trên cái mảnh đất này. Lúc còn nhỏ thì ca sĩ Duy Khánh học trường tiểu học cũng ở đầu làng An Cư. Nghe nói là lúc bấy giờ học lớp 4, lớp 5 nhưng mà mỗi lần ra chơi ngồi gốc cây thì ca sĩ Duy Khánh đã bắt đầu tập viết nhạc và tập hát. Trường tiểu học ở làng An Cư nó cũng nằm ở đầu làng bây giờ luôn. Trường mới bây giờ được xây dựng là cũng ở cái mảnh đất của trường cũ ngày xưa. Về đây xung quanh từ sáng đến chiều chỗ nào cũng lộng gió. Từ đây ra cảng cửa Việt thì gần lắm, chỉ mấy cây số đi về hướng đông đằng này. Chúng ta nhìn lại một lần nữa quang cảnh khu đất của gia đình Duy Khánh. Sau đây bây giờ chúng ta tiếp tục ra phía bờ sông, nơi đó là có nhà thờ của dòng họ Nguyễn Văn. Rồi lùi về phía này một chút là ngôi nhà thờ của quan đại thần Nguyễn Văn Tường. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Đi gần hết con đường bê tông bao quanh làng An Cư, đến chỗ ngôi chùa. Và bên cạnh ngôi chùa là đền của ông Nguyễn Văn Tường. Đây là lối cổng chính vào, nhưng mà hiện tại đang khóa. Và một cổng phụ bên hông cũng bị khóa lại luôn, cho nên là chúng ta không vào trong được. Một ngôi đền cũng có ba gian nhỏ nhắn nằm ở phía sau. Ông Nguyễn Văn Tường sinh năm 1824 ngay tại làng An Cư, xã Triệu Phước. Và sau khi thi đỗ cử nhân, ông được bổ nhiệm ra làm quan. Trải qua một số đời vua, đến thời vua Tự Đức thì lúc bấy giờ Pháp đã vào xâm chiếm nước ta. Và triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ chia làm nhiều phe nhóm, nhóm chủ chiến, nhóm chủ hòa. Ông Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết là những người thuộc nhóm chủ chiến. Sau khi vua Tự Đức mất, một số vị vua của nhà Nguyễn lên nhưng cũng nhanh chóng bị thay. Rồi cuối cùng tới vua Hàm Nghi, ông Tôn Thất Thuyết lúc đó đã đưa quân triều đình tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá. Nhưng mà cuộc tấn công này thất bại.
Sau đó thì ông Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã đưa vua Hàm Nghi chạy ra thành Tân Sở ở Quảng Trị và bắt đầu xuống chiếu Cần Vương. Thẳng cổng phụ vào, kia thấy có một tấm bia ghi các thông tin trên đó. Như vậy là thời vua Hàm Nghi, ông Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết là những quan đại thần phụ chính rất quan trọng trong triều đình Huế. Sau này ông Nguyễn Văn Tường đã bị quân Pháp bắt và đầy ra Côn Đảo. Một thời gian sau, ông lại bị đầy ra một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương. Thời gian ở hòn đảo Nam Thái Bình Dương thì ông Nguyễn Văn Tường mất ở đó. Thi thể ông sau này cũng được đưa về nước. Đó chính là sơ lược về lịch sử của quan phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường. Chính là dòng dõi sinh ra ca sĩ Duy Khánh. Từ nhà cũ của ca sĩ Duy Khánh đi thẳng ra phía bờ sông. Ngay bên cạnh bờ sông, chỗ này là một ngôi nhà thờ rất to. Và đây chính là nhà thờ họ Nguyễn Văn, họ của ca sĩ Duy Khánh. Làng an cư hiện nay thì xung quanh làng cũng như là những con đường ngang ngõ tắt trong làng đều được giải bê tông, cho nên đi lại rất dễ. Khung cảnh của làng an cư mùa này rất lộng gió, bởi vì đó là mùa gió Lào. Từ sáng đến chiều, gió lúc nào cũng vậy, hết cơn nọ đến cơn kia nối tiếp nhau. Mặc dù là ngôi nhà thờ của một họ, nhưng mà thấy cái cổng được thiết kế và xây dựng rất to và đẹp. Hàng rào ở phía trước và cổng là bằng vật liệu đá. Những con tiện này cũng bằng đá luôn. Các cái chữ ở trên cột cổng người ta tạo tác rất sắc nét. Cổng của nhà thờ họ mà làm thực sự là rất hoành tráng. Từ đây đi ra phía bờ sông chỉ còn khoảng tầm 100 mét, và phía trước này nó là bãi bồi. Chỗ kia thấy có một cái nhà mát, mấy cái cây và một cái ngọn đồi nho nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra chỗ đó. Đây là quang cảnh của làng an cư, phần giáp với lại bờ sông Hiếu. Đầu làng chỗ kia, cạnh cái nhà 2 tầng, đó là trường tiểu học, nơi mà Duy Khánh ngày xưa từng học ở đó. Nhìn sang bên đây, nhà thờ họ Nguyễn Văn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tới nhà mát ở bờ sông. Trên cái gò chỗ này có một cây bồ đề. Chỗ này là một nhánh của dòng sông Hiếu. Sông Hiếu mà chảy từ Tây sang Đông, bắt đầu đến cái cồn cách đây khoảng mấy trăm mét thì nó chia làm 2 nhánh. Một nhánh ở phía Bắc, và cái làng chỗ tay tôi chỉ đây là làng Bắc Phước. Nó giống như là một cái đảo ở giữa sông. Bên đó cũng là thuộc xã Triệu Phước, giống như làng an cư bên đây. Hai bên
được nối với nhau bởi một cây cầu cũng có tên là cầu Bắc Phước. Hai nhánh sông qua Bắc Phước một tí thì nó bắt đầu chập lại là một và chảy ra cảng Cửa Việt. Từ đây ra cảng Cửa Việt khoảng tầm 5 cây số theo đường chim bay, và ngược về phía tây gần 10 cây số là thành phố Đông Hà. Con đường ven sông rất đẹp. Chỗ này thấy có một phiến đá. Có một bài thơ à? Cồn Đống, làng An Cư. Từ xưa khai khẩn dựng làng, cồn này sẵn đứng hiên ngang đây rồi. Trải qua vật đổi sao rời, nghĩa tình gắn bó muôn đời thủy chung. Một bài thơ ý nghĩa và hay. Tại nơi cồn Đống này, trước kia đó là một cái bến đò. Bến đò nối giữa hai bờ. Bây giờ thì không sử dụng đò nữa bởi vì đã có cầu. Nhưng mà cái nơi đầu bến đò bên làng An Cư bây giờ đã được tôn tạo để làm nơi nghỉ mát. Cảnh trí thực sự là nên thơ. Như vậy là chúng ta đã vừa trải nghiệm một hành trình đến tham quan quê hương Duy Khánh ở làng An Cư, một ngôi làng rất đẹp nằm bên bờ sông. Nơi đây có căn nhà và mảnh đất sinh ra ca sĩ Duy Khánh nổi tiếng của dòng nhạc Bolero. Bây giờ tôi cũng xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.